Was heißt es denn? Chưa kẹp chưa sấy cái đậu phòng lên thì em vuốt đằng sau cái hầu dư đằng sau tấm đi. Em lắc cái tóc như vậy là gọi là cái em sẽ nhìn thấy cái mối liên kết của cái tóc ấy à, anh là như vậy là em nhìn thấy.